Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Bảo Phụng Đồ Xưa. Hôm nay mình lên mấy cái dốc lịch, cũng năm hết Tết tới rồi, lên mấy cái dốc lịch khảm cho các bạn tham quan. Các bạn ít xích, mời các bạn xem. Khảm ốc đẹp nha các bạn, hàng không xưa. Này dài khoảng 68. Ngang khoảng 38 nha các bạn. Các bạn thấy thích cái sưu tầm về treo nhà chơi thì liên hệ số điện thoại 0938 686858 để gặp Phụng Đồ Xưa nha. Tấm nào cũng khảm ốc đẹp nha các bạn. Nếu như các bạn đã xem xong, bạn thấy thích thì nhớ bấm đăng ký kênh và bấm like cho mình để còn theo dõi nhiều video sau nữa nha các bạn. Hôm nay mình xin tạm ngưng cái video này nha các bạn. Hẹn các bạn video sau. See you again.